Làm nhân viên thú y xã được hơn 10 năm, nhưng những năm gần đây do cắt giảm nhân sự thú y tại các thôn, nên hiện tại chỉ còn một mình chị Dương Thị Thơm đảm nhận công việc thú y của xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Với quy mô quản lý 15 thôn, nên trong mỗi đợt tiêm phòng, chị Thơm đều phải thuê thêm nhân lực bên ngoài để hỗ trợ. Hiện tại thì là tôi thấy là rất là khó khăn. Ở trên Mai Đình thì có hơn 2.000 hộ chăn nuôi chó mèo và tổng đàn nó là 5.860 con. Đấy, nên là cái công tác quản lý là rất là vất vả. Chúng tôi là cái nhân lực của bên thú y viên thì chúng tôi không còn nữa, nên là chúng tôi bắt buộc phải đi thuê thêm nhân lực ngoài vào để tiêm là 500.000 một ngày. Tôi là cái chương trình là trên là châu là trên là giải thể cái thú y viên chứ không phải là tôi xin nghỉ, chỉ còn chúng tôi vẫn là rất là ham với nghề. Thì công việc của thú y viên xã thì nhưng là có nhu cầu yêu cầu thì tôi vẫn tham gia, còn không thì đoạn thì cũng không có cơ hội. Hiện tại ngoài công tác thú y, chị Thơm cũng phải kiêm nhiệm thêm mảng thủy sản trên địa bàn xã. Điều này đồng nghĩa với khối lượng công việc của chị Thơm cũng tăng cao. Tuy nhiên, hiện tại, mức phụ cấp chị nhận được bằng hệ số 1,86 so với mức lương cơ sở hiện hành. Công việc vất vả nhưng nhận về mức phụ cấp thấp đã khiến chị không khỏi chạnh lòng. Mong muốn là chúng tôi là nhân viên thú y xã thì được hưởng lương theo đúng cái bằng cấp của mình đã được đào tạo và được đóng bảo hiểm xã hội. Tất cả các đồng chí nhân viên thú y cơ sở tuyến thôn xóm đã được khôi phục lại để làm sao cái công việc được thuận lợi như những năm trước. Tôi cũng đề đạt để phục vụ cho cái công tác phòng dịch tốt hơn tốt ấy, thì có người trực tiếp ở thôn để theo dõi cái dịch bệnh, báo cáo kịp thời thì nó tốt hơn. Nếu mà có cơ hội để phục hồi thì tôi yêu cầu là cũng mong muốn được phục hồi. Theo các nhân viên thú y, trong bối cảnh dịch bệnh trên vật nuôi ngày càng diễn biến phức tạp, việc kiện toàn bộ máy thú y là điều cần thiết. Đặc biệt, trong những đợt cao điểm tiêm phòng dịch bệnh trên động vật, việc đảm bảo nhân lực hỗ trợ nhanh và kịp thời là điều rất cần thiết.